Mọi người đều biết sinh con là do ta, nhưng không hiểu quyết định việc đó là do trời. Mọi người biết trời quyết định việc có con cái, nhưng không biết thực hiện việc đó là do ta. Sao nói quyết định là do trời? Trong đời có những người thê thiếp đầy nhà, nhưng không có được một mụn con. Ngược lại có người chỉ một người vợ, nhưng con cái lại đầy nhà. Ở đâu ta cũng thấy được điều này. Lại có những người tìm nhiều phương cách, nhưng không có kết quả. Nhưng có người chưa hết thang thuốc mà đã hiệu nghiệm. Thử nghiệm trăm phương nghìn kế nhưng không có kết quả. Nhưng vừa ăn nằm cùng nhau một lần mà đã hiệu nghiệm. Đó là do trời quyết định, không phải do người quyết định. Sao gọi thực hiện việc đó là do ta? Một người không con nối dõi không phải nguyên nhân đời này tạo ra, mà là kết quả ngày trước đưa lại. Há điều đó rõ ràng nằm ở trên trời, còn ta lầm lũi một mình thì sao? Tất nhiên, người làm ác thì phải chịu những điều không tốt, còn người làm lành sẽ nhận được những việc như ý. Giống như việc trói hổ, ai trói thì người đó mở. Cũng như trong đầm nước lạnh, nước tụ nhiều thì thành băng, băng tan lại thành nước. Đó là việc người làm, không phải do trời quyết định. Người cầu con khôn ngoan là người không cầu mà có được con do cách riêng của mình, do thực hành từ bi, bình đẳng mà có con. Thế những người đời trước làm như thế, sao không học họ mà tu? Cách du, ý hạnh lục. Vùng Trấn Giang có ông Cách Du, đã 50 tuổi nhưng chưa có con. Khi ông đi xa, người vợ bèn bỏ tiền mua người hàng xóm về làm vợ lẽ cho ông. Lúc ông trở về, bà bèn mang rượu lên phòng cho cô gái hầu hạ, rồi nói với ông những ý nguyện của mình. Nghe chuyện, ông đỏ mặt. Người vợ tưởng mình đang có mặt nên ông mới thế. Bà đi ra rồi nhẹ tay khép cửa, nhưng ông cũng nhảy ra ngoài bằng cửa sổ, nói với vợ: tâm của bà quá tốt, nhưng thuở bé cô gái này vẫn được tôi bồng ẵm, và mong muốn sau này lớn lên cô sẽ tìm cho cô gái một nơi tươm tất. Nay tôi đã già lại nhiều bệnh, không thể chịu sự nhục nhã. Nói xong, bèn trả cô gái về. Năm sau, người vợ sinh được đứa con trai, đặt tên là Văn Hy Công. 17 tuổi đã đỗ đạt, làm quan đến chức tể tướng. Vì không con nên cưới thiếp, vì trả thiếp về nên được sinh con. Giả sử không trả thiếp về, chưa chắc đã sinh con. Ngày nay, những người không con bèn nghĩ ngay đến chuyện cưới thiếp. Họ không biết rằng, hành động đó là thêm dầu vào lửa, giảm bớt phước đức. Giống như người khác mà uống nước muối, càng uống càng khát. Tiếc thay, những người đời nay không nhận ra việc đó. Trạng nguyên họ Mã, Trừu Cát Lục. Đã đứng tuổi nhưng Mã Phong ông không có con nối dõi. Ông cưới được người thiếp xinh đẹp, nhưng mỗi lúc chải tóc, thấy ông liền tránh mặt. Dò hỏi, cô đáp: cha tôi mất khi đi nhậm chức, đến nay vẫn chưa về được nên phải bán mình làm thiếp. Tôi vẫn chưa ráo nước mắt, hứa sẽ để tóc, nên mỗi lần chải tóc, thấy ai tôi đều tránh mặt. Nghe thế ông động lòng thương xót. Ngay trong ngày đó ông bèn trả cô gái về, không đòi tiền trước đó mà còn cho thêm tiền đi đường. Hai mẹ con cô gái khóc lại rồi về. Đêm đó ông nằm mộng thấy vị thần nói: trời ban cho ngươi một đứa con, niềm vui nhiều lắm lắm. Năm sau quả nhiên ông có một đứa con, bèn đặt tên Nhật Nguyên. Niềm vui không dứt, tức Quan Trạng Nguyên. Cha của Quan Trạng Nguyên họ Phùng ở Nhạc Châu, vì không con nên cưới thiếp, tìm được người con gái một vị quan, bèn trả về. Không lâu sau, người vợ có thai. Những người trong xóm đều nằm mơ nghe tiếng trống chiêng rước Trạng Nguyên. Câu chuyện giống như chuyện vừa kể. Trạng Nguyên họ Cao, Cảm Ứng Thiên Thượng Chú. Vùng Dương Châu có người họ Cao. Khi chưa có con, ông đi buôn ở Kinh Đô. Khi ở trọ, ông ngửi thấy mùi hương cây cánh kiến trắng. Hôm sau, thấy một mầm cây nhú ra chỗ bức vách. Ông lại xem thì thấy một người con gái đang ngồi bên kia. Hỏi chủ nhà mới hay đó là con của họ.
Hỏi tại sao cô gái không nói năng gì, chủ nhà cho biết họ chọn chưa ra người rể tương lai. Mấy hôm sau, ông vào giới thiệu một người trong xóm cho chủ nhà kén rể, nhưng chủ nhà ngại nhà mình nghèo. Ông nói: "Tôi cho ông mượn một ít của cải để đưa cho họ. Ngày đó nếu họ đến sẽ đưa." Nói rồi ông tặng họ 10 lạng vàng. Đêm đó ông nằm mơ thấy vị thần nói: "Vì ngươi không con, nay ta sẽ tặng một đứa, có thể đặt tên Thuyên." Năm sau, quả ông có được người con, học hành đỗ đạt, làm quan đến chức thượng thư. Không nổi lòng tà đã là khó, kén rễ giúp người khác càng khó, giúp người hàng hóa để sinh nhai càng khó hơn. Hành động của người có lòng nhân nên phải như thế. Trưởng giả họ Tiền, ý hành lục. Tiền của phú gia họ Tiền ở Tỳ Lăng, chắc tiền của cả quận gộp lại cũng không bằng. Suốt đời ông làm việc thiện, nhưng khổ nổi lại không con. Trong làng có ông già, vì hoàn cảnh mà đến ông mượn tiền. Ông không tính lãi, cứ theo nhu cầu người mượn mà đưa cho. Đến lúc xong trả, người kia mang cả vợ con đến cảm ơn. Vợ ông thấy đứa con gái nhà kia có nhan sắc, giục ông cưới làm thiếp. Vợ người mắc nợ mừng lắm, nhưng ông nói: "Nhưng lúc người ta túng quẫn là người không có lòng nhân. Vốn là người siêng năng làm việc thiện mà lại yêu đương không đúng nơi chỗ, đó là người ngu." Nói rồi trả về. Đêm đó vợ ông nằm mơ thấy vị thần nói: "Chồng ngươi là người có đức, nên ta sẽ ban cho vợ chồng ngươi một đứa con." Quả nhiên năm sau, vợ chồng ông sinh được đứa con, đặt tên Thiên Tứ. Trời ban. Năm lên 18, đỗ hai kỳ thi hương và thi hội. Kinh dạy: người phụ nữ dâm dật sau khi chết sẽ bị quả báo không con. Ta có thể lấy câu này đối chiếu để tỉnh ngộ. Ông nhà giàu, Trừu Cát Lục. Vùng Phúc Kiến có ông nhà giàu nọ không con. Có nhiều vợ lẽ xinh đẹp, nhưng ông không nuôi họ. Lúc bấy giờ, có ông quan đang trên đường đến trấn Dậm ở đó thì chết vợ, lương thực sắp hết. Đứa con gái khóc nói: "Xác mẹ sắp rửa rồi, nay cha bán con để lấy tiền chôn mẹ, thừa bao nhiêu sẽ mua thêm đồ dùng. Khi cha làm quan xong rồi, chuộc con lại cũng được." Người cha nói: "Ta chỉ có mình con, sao nhẫn tâm làm việc này được?" Đứa con thưa: "Ngoài cách này không có đường nào khác." Người cha ứa nước mắt đem con đến bán cho người nhà giàu kia được 300.000 quan tiền. Mọi chuyện người nhà giàu không hề hay biết. Thấy người thiếp mới mua buồn bã ít nói, hành động cũng không giống những người bình thường khác. Tóc để dài nhưng không có vẻ đang nhớ thương bà con thân thích, hỏi cũng không đáp. Đến hỏi người làm mai, lúc ấy mới hiểu rõ đầu đuôi. Lúc đó ông gửi trả cô lại cho người cha. Cha cô gái sợ không đủ trả lại khoản tiền đã nhận, ông thưa: "Không cần phải trả, rồi giúp 200.000 quan nữa làm lộ phí." Không lâu sau, người vợ chính của ông sinh được hai người con, tuổi nhỏ mà đã đỗ đạt. Đứa con gái bán đi của ông Mã là do bán thân để làm việc tang cho cha. Người thiếp do phú ông mua về là bán thân để làm việc tang cho mẹ. Nếu không gặp những người nhân đức như thế thì không lấy gì để khuyên người phụ nữ làm việc hiếu đạo. Nếu không sinh được những đứa con ngoan như thế, không biết lấy gì để khuyên những người tiết nghĩa. Khuyên người cầu sống lâu, tổng cộng ba mục: một pháp, một giới, một giới pháp. Tinh dịch người nam như kỳ con nhựa sống, như đèn có dầu, bồi bổ thì nó lên thêm, tận dụng thì nó sẽ cạn kiệt. Kinh Giải Thoát Yếu Môn viết: nếu vài mươi năm mà lòng dục người tu tập không nổi lên, thì lâu dần tinh tủy sẽ kết thành xá lợi. Sách Đạo Giáo viết: khi lòng dục không nổi lên thì tinh khí phát ở ba phần cơ thể, chảy tràn các mạch máu.
Tô Đông Pha nói: làm tổn thương sức khỏe con người có nhiều thứ, nhưng người hiếu sắc chắc chắn sẽ không thọ. Không như những người hợp lặng trong cuộc đời, đến cuối đời mà không nhận ra điểm cốt yếu của việc dâm dục. Mỗi khi lòng dâm dục nổi lên thì niệm dục bùng cháy. Khi niệm dục bùng cháy thì tinh khí tiêu hao. Khi tinh khí tiêu hao thì lửa dục càng dễ cháy. Những hành động này bù đắp lẫn nhau thì cửa tử xuất hiện ngay. Cho dù thuốc thang tẩm bổ giống như đổ dầu vào lửa dâm, thiêu đốt ngũ tạng, thảm họa này thật ghê gớm. Làm âm đức suy tổn, tuổi thọ bớt đi. Đó là những điều không thể kể hết. Những người mong muốn sống lâu đừng nên dẫm vào vết xe đổ đó nữa. Huyện Doãn họ Phạm, Trù Cát Lục. Đời nhà Đường có quan họ Phạm rất giỏi toán số. Đoán đến mùa thu năm sau, cả tuổi thọ và tước lộc đều mất. Lúc bấy giờ, ông đang chuẩn bị đến Giang Tây nhậm chức. Đến hỏi người coi ngày, người coi ngày nói: tháng 7 năm sau ông có hạn lớn, sao lại đi nhậm chức quan ở xa thế? Phạm thưa: tôi cũng đã biết trước chuyện đó, nhưng muốn kiếm chút tiền để gả con gái. Đến lúc nhậm chức, ông mua được đứa hầu gái. Hỏi ra mới biết, cô họ Trương, cha đang làm quan giữ đê một vùng nọ, đó chính là bạn cũ của Phạm. Ông này nói: con gái ta không lo không gả được. Khi chọn được người rể thì người đó phải cần nữ trang mới gả con. Đến lúc xong hạn quan, ông trở về kinh đô, gặp lại người thầy xem ngày. Người này kinh ngạc khi thấy ông. Hỏi ra, Phạm nói thật tất cả mọi chuyện. Ông thầy bói khen: bây giờ tuổi thọ cũng như thức lộc của ông không kể hết, sau này ông nhậm chức quan mấy lần nữa mới mất. Khi đang khỏe mạnh, nghĩ đến lúc mình phải chết thì không việc thiện nào là không làm, không việc ác nào không tránh. Tiếc thay, ta không tính đến việc chết. Trong 8 điều tâm niệm của một vị Bồ Tát, có một điều nhớ nghĩ, đó là nghĩ đến lúc sẽ chết nghĩa lý thật cao sâu làm sao. Họ Vương, tận mắt tư nhân nhìn thấy. Trường làng ở Côn Sơn có người học trò họ Vương. Thuở nhỏ, anh này đã hẹn hò với một cô gái trong làng, thường xuyên qua lại với nhau. Cha cô gái là Dụng Hạ Sở, vì mất sớm nên không khuyên nhủ con được. Ngày kia, Vương đau ở ngực vì mắc chứng thổ huyết, chạy chữa thuốc thang mãi không khỏi. Vừa cưới được 3 năm thì mất. Vợ của ông cũng lây lất mấy năm rồi mất. Ngày xưa, những cô gái trong cung cấm thường lo chống già. Thầy thuốc khuyên sắc độ 10 thanh niên mà chữa thì có thể khỏi. Vua làm theo, độ tháng sau, cung dân ai cũng béo hẳn ra. Họ đến lạy tạ ơn vua. Theo sau là những người thanh niên khô đét không ra dáng người đang cúi rạp. Vua hỏi đó là gì vậy? Tả Hữu trả lời đó là bả thuốc. Bản thân họ Vương kia vừa là bả thuốc lại vừa muốn uống thuốc, phẩm có ích gì? Hai ông Vương và Thẩm, cảm ứng thiên tập giải. Đầu năm khai hy nhà Tống, có tiến sĩ Vương Hạnh Am ở Giảng Châu. Từ nhỏ đã ít ham muốn. Em họ của ông khỏe mạnh nhưng sống buông thả trong sắc dục. Mấy lần Vương khuyên bảo nhưng không nghe. Có lần Thẩm ở ngoài về, thấy vợ đang ngoại tình, định vớ vật gì để đánh, nhưng nhấc tay không lên, kêu lên một tiếng rồi mất. Mùa đông năm Đinh Mão, ông đã 31 tuổi, Vương tự nhiên ngã bệnh. Bèn thiết đàn thỉnh đạo sĩ đến viết sớ, quỳ rất lâu rồi đứng dậy nói: tra tuổi thọ của ông thấy chỉ sống đến 50, nhưng vì hai lần không tham luyến phụ nữ nên được kéo dài thêm 20 năm nữa. Quả nhiên sau đó Vương thọ 86 tuổi. Những nơi không được đàng hoàng cố nhiên không nên tiếp xúc. Cho dù tình cảm như vợ chồng cũng nên tôn trọng nhau như khách. Đời nhà Đường
Tân Xương Tự, mỗi lần đến với vợ, ông vẫn giữ lễ. Trước hết, ông bảo những người hầu 3-4 lần, rồi sau mới đến đốt đèn trong phòng, cùng vợ trò chuyện thân mật, uống trà, ăn hoa quả rồi lui. Hoặc muốn ngủ lại, trước hết ông nói: Xương Tự tôn trọng việc nối dõi, muốn xem một quẻ thế nào. Chuyện này có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng muốn sửa sai thì trước hết phải tìm nhiều phương pháp, nên ghi lại đây để tham khảo. Khuyên người gặp nạn, tổng cộng 3 mục, 2 pháp, 1 giới. Trong khi đang lưu lạc tán loạn mà vẫn giữ được tiết hạnh cho người phụ nữ thì công lao lớn lắm. Nhưng phá hoại trinh tiết của một người phụ nữ thì tội không phải ít. Giữa được và mất cách nhau một trời một vực, nên thận trọng giữ gìn, không gì hơn nỗ lực làm việc thiện. Uông Nhất Thanh, tục Bút Thừa. Cuối năm Gia Tỉnh, Uông Nhất Thanh, người làng Chương, bị bắt khi chạy loạn, thấy giặc bắt một người phụ nữ đến. Xem kỹ thì đó là vợ người bạn học cũ, ông bèn nhận là em mình. Hứa với cô sẽ chuộc về, nên giặc giam chung hai người một nơi. Hai người ở chung hơn tháng, nhưng ông không khởi lên một chút tà tâm. Sau này, khi được chuộc về, bạn ông lại tạ ơn, Uông cũng đổ đạt. Muốn đạt lòng sáng, nên xem tấm gương của ông Uông. Từ xưa đến nay, mấy người học được. Trương Văn Khởi, Bất Khả Bất Khả Lục. Cuối đời nhà Minh, vùng Phúc Kiến, có ông Trương Văn Khởi cùng người họ Chu chạy trốn bòn giặt cỏ. Khi vào rừng thì đã có người con gái trốn ở đó. Thấy hai người, cô gái luống cuống định trốn chạy. Thấy thế, Trương nói: Nếu chạy nữa thì cô có thể bị giặc bắt. Chúng tôi là những người đàng hoàng, dứt khoát không đụng chạm đến cô. Đêm đến, Chu có ý không tốt với cô gái, nhưng nhờ Trương ngăn chặn nên không việc gì xảy ra. Sáng hôm sau, Trương để Chu ở lại, dắt cô gái ra khỏi rừng. Biết giặc đã rút hết, ông hỏi thăm nhà cô gái rồi đưa về. Sau này, Trương làm rể nhà họ Hoàng, được đối xử rất tử tế. Khi mọi việc đã yên, ông mới phát hiện vợ ông bây giờ là cô gái ông đã gặp ngày trước. Sau này, vợ chồng ông sinh được 2 người con, đều đỗ đạt cao. Nghiệp báo của họ Chu tất nhiên sau đó sẽ đến, rất tiếc không ai rõ. Người lái đò ở Trì Châu. Người vùng Trì Châu kể: Năm Quý Mão đời Khang Hy, vùng Trì Châu có lụt lớn. Có người chèo đò cứu được một người phụ nữ định làm nhục. Người phụ nữ nhảy xuống nước nhưng vớ được cành cây nên khỏi chết đuối. Năm sau cô gái lấy chồng ở một làng nọ. Sau đêm hợp cẩn, cô phát hiện cậu ruột người chồng mình chính là người đã từng làm nhục mình trước đây. Đau khổ quá, cô khóc lóc kể hết với nhà chồng rồi thắt cổ tự tử. Sau này nhà cô gái kiện nhà kia lên quan, mọi người mới biết chuyện. Khuyên thầy thuốc, tổng cộng 2 mục, đều là pháp. Nguồn gốc sắc dục, người khác khó phá nhưng người thầy thuốc thì dễ phá. Vì sao? Khi bệnh hoạn thì lòng dục tự nhiên phai nhạt. Ngày nay không thấy ai không bệnh, đó là điều thuận lợi thứ nhất. Ai cũng muốn giữ mạng sống của mình, không muốn chết, nên ai cũng giỏi điều tiết, đó là thuận lợi thứ hai. Thân thể con người vốn là cái bọc da đựng đầy những vật ô uế. Vì lớp da mỏng bao bọc nên che mắt tất cả những đấng nam nhi. Nay chúng ta đã biết rõ nguồn gốc căn bệnh, không khác gì thấy rõ gan ruột, đó là điều thuận lợi thứ ba. Hãy cố lên. Nhiếp Tùng Chí, Văn Xương Bảo Huấn. Năm Gia Hựu đời nhà Tống, Hoàng Tĩnh Quốc làm phán quan ở Nghi Châu, bị bắt đến âm phủ. Vua Diêm La nói: Ngươi làm quan ở Nghi Châu có biết câu chuyện này hay không?
Nói rồi lấy ra một cuốn sách, trong đó có ghi chuyện người làm nghề y, tên Diếp Tùng Chí. Ngày tháng năm đó đang trị bệnh nhà họ Dương ở Hoa Đình, đã từ chối người con gái họ Lý, nên Thượng Đế cho phép kéo dài mạng sống thêm 30 năm nữa. Ba đời được đỗ đạt, sau đó tất cả những chuyện đó đều ứng nghiệm. Không dâm dục, quỷ thần cho là chuyện hay, ngược lại thế nào chắc mọi người đều rõ. Y sĩ họ Trần cảm ứng thiên quảng sớ. Vùng Di Can có một người họ Trần, sống nghèo khổ bằng nghề y. Những người trí thức cảm mộ ông. Có lần Trần đến xin ở lại nhà một người trí thức. Nhằm lúc ông này đi vắng, người vợ ông kia muốn đi theo, Trần liền ngăn cản. Người phụ nữ nói: "Ta có ý với ông." Trần nói: "Không thể được." Người phụ nữ cúi đầu hồi lâu. Trần nói tiếp: "Không thể, không thể." Sau đó dường như không thể tự giữ được nữa, ông lấy giấy bút viết mấy chữ. Hai chữ "không thể" thật khó vậy. Sáng hôm sau ông từ biệt. Sau đó khi con ông ứng thí, quan chấm thi định đánh rớt bài thi của người này, bỗng đâu trên không trung liên tiếp có tiếng kêu "không thể". Nghe xong, quan vẫn quyết đánh rớt. Lại nghe tiếng to hơn, hai chữ "không thể" thật khó. Bất đắc dĩ, quan phải ghi tên người kia vào. Sau này gặp Trần, quan chấm thi mới hiểu rõ đầu đuôi. Cơ hồ con ông không thể thi đỗ đều nhờ lúc cha ông cơ hồ không thể tự giữ. Khuyên người buôn bán, làm nông, làm công, tổng cộng 6 mục đều là giới. Phụ lục phần hào bọc. Những người buôn bán, nông dân, làm công nên nghĩ thế này: chúng ta có người nhờ buôn bán hoặc nhờ thủ công trải qua ngày tháng dãi nắng dầm mưa, chẳng qua để kiếm thêm tiền của. Người khác có vợ con, ta cũng có vợ con. Mọi người có chị em gái, mình cũng có chị em gái. Nếu người khác nổi lòng xấu, ta liền giận tím mặt. Nếu ta có chút lòng tà, người kia ôm hận điên tiết. Ngày nay đâu đâu cũng thấy chuyện gian dâm, bệnh hoạn chết chóc, quan quân phá hoại, thậm chí mua nam bán nữ, tan nhà mất của, đều do một niệm sai lầm mà dẫn đến những tình cảnh như thế. Nếu chúng ta sớm tỉnh giác thì có thể cắt đứt những tâm tà này. Thấy người phụ nữ già tuổi, ta nên xem như mẹ mình. Thấy người phụ nữ lớn tuổi, ta nên xem như chị mình. Thấy người phụ nữ nhỏ tuổi hơn mình, ta nên xem như em mình. Thấy những em bé, ta nên coi như con mình. Không nên đề cập đến chuyện phòng the, không xem sách dâm thư. Nếu làm tất cả những việc đó thì có thể tích được âm đức. Lúc nào cũng tìm phương cách thì phước thọ tự nhiên tăng lên, con cháu ngày càng đông đúc. Tất cả những việc dễ làm trên thế gian còn gì dễ hơn chuyện đó. Người buôn gỗ, giới dâm vận thuyết. Cuối năm Gia Tỉnh, tiết phụ họ Trần ở Nghi Hưng là người có nhan sắc. Có nhà buôn gỗ thấy cô, bèn dùng mọi cách để lôi kéo. Biết không thể thuyết phục được, đêm đến hắn quăng gỗ vào nhà cô rồi tố cáo với quan là cô gái đã ăn trộm. Sau đó hắn đút lót cho nha lại để lôi kéo những tên này. Oan ức quá, cô gái cầu đảo nơi huyền đàn. Một hôm cô nằm mộng thấy một vị thần cho hay đã lệnh cho con hổ đen rồi. Không lâu sau, người buôn gỗ vào rừng thì thấy một con hổ đen nhảy ra, bỏ qua những người khác để vồ người này. Loại người ác độc này bị hổ báo ăn thịt thì không có gì phải hối tiếc. Tiếc là những người lớn tuổi, có vài vế, ngồi giữa công đường, người thiếu phụ có nhan sắc, cách xa ngoài vạn dặm, khóc nhớ nơi chân trời, thân thể không giữ được. Những người nơi đất khách quê người nên nhớ khắc cốt ghi tâm. Vương Cần Chính,
Cảm ứng thiên đồ thuyết. Vương Cần Chính, quê Từ Dương, tương thông với một phụ nữ, hẹn nhau bỏ trốn. Không may bị người chồng cô gái đuổi kịp. Không lâu sau, người chồng bị người vợ giam giữ mà chết. Vương sợ quá, bèn trốn đến huyện Giang Sơn, cho rằng như thế là thoát. Một hôm đang đói, hắn liền đến quán cơm. Người bán cơm mang đến hai phần ăn. Thấy thế Vương hỏi tại sao. Người bán cơm nói, vừa thấy một người tóc trắng đi cùng ông, thế chẳng phải hai người là gì? Vương biết đó là oan hồn, bèn quay về quê tự thú rồi chịu tội. Oan hồn theo sau, ta không thể tự chủ được. Người kia tự thú là do quỷ xui khiến vậy. Hai người thôn ma, bất khả bức hạ lục. Hai người giáp ức ở thôn ma, quyến luyến với nhau. Ít đi đâu xa, giáp yêu một cô gái, vợ ông giận lắm. Ức lại bảo vợ mình xúi dục rồi tư thông với vợ giáp. Lâu dần, vợ ức cũng ôm hận. Hôm nọ, lúc giáp đang ở nhà cô gái kia, vì khát nước nên tìm về nhà. Vừa đến cửa bỗng nghe ức đang trò chuyện với vợ mình. Điên tiết, hắn quay lại nhà cô gái xách con dao rồi đi. Tìm đường đến nhà ức, muốn làm nhục vợ ức để báo thù. Lúc này vợ ức đang hận chồng không về nên thuận theo ý giáp. Lúc này ức đang ở nhà giáp chờ giáp trở về để giết, nên cầm dao đứng chờ ở cửa. Nghe trong nhà có tiếng người, bèn gõ cửa. Giáp cầm dao nhảy ra, ức cũng cầm dao xông vào. Hai người la hét trong đêm tối. Nghe thế, những người trong xóm bèn cầm đuốc đến khuyên. Thấy gian phu là giáp, kinh ngạc, hỏi giáp, mày lấy dao ở đâu? Giáp trả lời, tao muốn lấy đầu thằng dâm phu nên làm nhục vợ mày, đang chờ lấy mạng của mày đây. Ức nói, tao đâu có gian dâm với vợ mày. Ức liền chỉ cây dao nói, đây không phải là con dao gãy cán trong bếp của nhà tao sao? Ức không trả lời được. Thấy thế mọi người đều nói, đó là do trời trả báo vậy. Nói rồi kéo nhau ra về. Làm nhục vợ người, vợ mình bị người khác làm nhục. Hai việc này đâu có khác chương Khánh Phong trong kinh dịch. Việc A Kỷ. Thấy trong giấy hỏi cung người này. Năm Kỷ Dậu đời Khang Hy, Việt A Kỷ, người Côn Sơn, gian dâm với người con gái đã có chồng họ Khưu. Lúc sắp đi, người kia nói, tôi định giết chồng cô thấy thế nào? Người đàn bà ra giận dữ, nên dừng lại ngay. Đêm đó, hắn vẫn cầm dao ra đi, nhưng người đàn bà không biết. Nhưng lúc đêm tối hắn vung dao, gặp Khưu đang đi vào nhà tối, nên giết nhầm đứa con gái của họ. Sau đó Khưu đến báo quan, hắn bị chém ở chợ. Gian dâm với vợ người rồi ghét chồng họ, chỉ một niệm đó thôi thì lưới trời đã khó thoát. Người làm công ở Nam Kinh. Thuở bé tôi đã nghe chuyện này. Mùa đông năm Tân Hợi đời Khang Hy, vùng Nam Kinh, có người làm công đến ở Côn Sơn, rồi tư thông với vợ người bán bún. Bị người chồng phát giác nên cô gái phải trốn đến một làng kia. Không lâu sau, người làm công cũng tìm đến. Một hôm, người chồng từ bên ngoài trở về, nghe được hai người đang trò chuyện, lén mở cửa vào, cầm con dao chém người kia trong đêm, trúng ngay đầu rồi trói vào giường. Hôm sau có người đến báo trong đám lâu có người chết, máu me đầy người mà lại được quấn trong cái chăn ướt, đã kết thành băng cứng như sơn. Đến xem kỹ thì đó là người làm công, nhưng nằm xa làng này mấy dặm, cách một con sông, như dáng đang ôm chăn để qua sông. Nước sông thấm vào não, đông cứng lại nên chết. Bị dao chém đã quá đau, vượt sông lạnh thật quá rét, xác trương sình thật hổ thẹn, xa vợ con thật thê thảm, tất cả đều do lòng dâm mà có.
Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói: khi thấy sắc dục, Bồ Tát tránh như tránh hầm lửa. Trương phủ, mọi người đều nhìn thấy. Trương phủ, người thái thương, thường hay cưỡng bức con gái. Những người con gái nhà lành cũng không khỏi bị hắn làm nhục. Sau này khi hắn đến một nhà làm quan giàu có thì càng ngang tàn. Mùa thu năm Nhâm Tuất đời Khang Hy, hắn bị những người làm hại tố cáo rồi bị bắt đến quan quân. Đương sự khai hết sự thật, những người bị cưỡng bức hãm hiếp cũng đến đông đủ, rồi bắt người kia ra trói chỗ đông người. Hàng đến lúc chết mới thả. Sau khi tôi tận mắt thấy ông này, gặp lúc người địa phương đưa cuốn sách này đến nên lược bỏ bớt, khuyên những người trẻ thường đến chốn lầu xanh, tổng cộng hai mục đều là pháp. Mầm độc những cô kỹ nữ phát ra sẽ làm cho con người cạn hết tinh khí, hao tổn tài sản, chia lìa chồng vợ, thân cần họ, người ngu trở nên dâm đảng, người trí trở thành hôn mê. Đưa người cửa trước, rước người cửa sau, nuôi dưỡng ô uế, họ cũng là những người nhơ bẩn nhất trong cõi đời. Nhưng người có học vẫn cam chịu, đó là điều lạ. Những đấng tu mi nam tử biết được nhiều lĩnh vực, may mắn được làm người nam mà cũng không khỏi bị họ làm cho ô nhiễm. Còn những nơi không thể làm cho ô nhiễm lại mong họ nhơ nhớp, há đó không phải là tự rước họa đến cho mình sao? Không biết ai đã bày ra mà tập tục đó tồn tại đến bây giờ. Những người có học đường hoàng nên cẩn thận giữ gìn. Hai người họ Triệu và Lưu, Đô Trung Cánh Truyện. Triệu Lâm, người quê Uyển Bình, cùng Lưu Phương Viễn cùng đến chốn lầu xanh uống rượu. Đang lúc vui vẻ với những cô gái lầu xanh quen thuộc, đúng lúc đó Vương Sùng Nghĩa đến, Lưu đánh chết, sự việc được báo lên quan. Lưu bảo người kỵ nữ nói tráo là Triệu đánh chết. Triệu bị ghép tội chết. Ngày kia lúc Lưu đang tiếp khách thì có một người nắm tóc Lưu, nói tiếng Triệu rồi mắng: mày là kẻ giết người, sao lại vu oan cho tôi? Tôi đã tố cáo ông nơi âm ty rồi, quân lính dưới âm phủ sắp đến bắt bọn mày rồi. Không lâu sau, Lưu với cô gái kia đều chết. Dương Băng Nghĩa là một người chưa bao giờ đặt chân đến chốn lầu xanh. Một hôm, bạn ông lôi kéo ông đến đó, bèn đốt áo tự trách: so với Lưu và Triệu, đúng sai thế nào? Trương Sùng Nghĩa, người bạn tận mắt nhìn thấy. Năm Tân Hợi đời Khang Hy, Trương Sùng Nghĩa là người thợ bạc ở Châu Vĩnh Ninh, Sơn Tây, dẫn theo một đứa trẻ tên Võ Căn Nhĩ, ăn ngủ cùng với nó. Một ngày nọ, Trương uống rượu say nên đi ngủ sớm. Căn Nhĩ tử thấy trong tiệm có vật gì nên giết Trương rồi lấy vật đó trốn đi. Đúng lúc đó, trống canh năm điểm, hắn chạy qua cửa phía đông, nhưng cửa phía đông chưa mở. Sáng hôm sau, nó bị bắt đem đi chém đầu. Đứa trẻ trong nhà như thắp lên ánh sáng. Việc thương yêu đứa trẻ của họ Trương là chuyện ngoài ý muốn. Khuyên sám hối tội lỗi, tổng cộng ba mục, mỗi tắc đều kim giới và pháp. Chuyện tà dâm, người đời đa phần phạm phải. Tuy không thấy nghiệp báo trước mắt, nhưng trong cõi u minh, phúc đức tự nhiên mất bớt, tuổi thọ của họ cũng giảm bớt, có lúc tước đi công danh, khoa cử của họ. Có người phải bị rắn cắn, giặc giả, quan bắt, hạn hán, bão lụt. Có người tạm thoát ra, nhưng con cháu chịu quả báo. Có người không trả đời này, nhưng kiếp sau phải chịu. Giống như chim sẻ dính trong lưới mật, không thể thoát được, như cá mắc lưới dần đến chỗ chết. Những người thời nay nhấc bước chân đều bước vào nơi tối tăm, mà điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên quả báo xảy đến, tay chân lúng túng như con ba ba trong nồi nước sôi. Lúc nó kêu la liệu có kịp không? Khuyên rộng tất cả mọi người nên sớm giác ngộ, biết sợ sệt, phát lòng hổ thẹn, mạnh mẽ lên.
đến trước tôn tượng chư Phật, Bồ Tát, sám hối tất cả tội lỗi. Có như thế thì những tội lỗi do tâm tạo ra đều được diệt do lòng sám hối của mình. Tích đức càng lâu thì mọi việc sẽ được cứu vãn. Nếu muốn vượt khỏi ba cõi, lại phát nguyện Bồ Tát, xin trong đời sau độ thoát hết thảy chúng sanh, những nghiệp báo thuộc về nghiệp dâm đều được nhổ hết, khiến họ được hóa sinh trong hoa sen, không do thai mẹ. Nếu được như thế, không những nghiệp báo được tiêu trừ mà phước đức ngày càng được nhiều thêm. Nên kinh Niết Bàn nói, tuy nặng nghìn cân như hoa điệp, cũng không đổi được một lượng vàng ròng. Giống như đổ một thăng muối xuống sông Hằng thì nước trong dòng sông đó cũng không mặn lên chút nào. Người đồ tể vứt dao xuống thì có thể thành Phật, quay đầu nhìn lại, đó chính là bờ bến của Bồ Tát. Nhanh chóng bước lên thì giờ không chờ ai cả. Người trí kẻ ngu đều phải cố gắng. Hồng Trù, Trừu Cát Lục. Đời nhà Minh có người tên Hồng Trù, là con thứ của Văn Trung Công. Ngày nọ ông thấy tối tăm mặt mũi, bị vong người đầy tớ lôi đến âm phủ. Ông thấy một người đẹp đẽ ngồi chính giữa, hai bên có hai người hầu mặc áo xanh và áo chàm. Hồng xin hỏi những chuyện tương lai của mình. Người mặc áo xanh lôi trong ống tay áo ra một cuốn sách chữ chi chít, dưới đó có tên của mình nhưng đọc không ra, nhưng có chú mấy chữ: được bổ làm quan lớn, nhưng vì có lần làm nhục cô gái kia nên giáng làm quan bí các tu soạn, chuyển vận phó sự. Thấy thế, Hồng buồn bã khóc lóc. Người hầu mặc áo xanh nói, nhưng nếu cố gắng làm việc lành thì có thể thay đổi được. Tỉnh dậy mới biết mình đã chết 3 ngày. Ông nỗ lực làm việc thiện. Sau này, ông bị quan bí soạn vùng Lưỡng Chiết mời lên. Lòng ông đã e ngại nhưng ông vẫn cố gắng. Trước lúc mất, ông làm quan đến chức Đoan Minh Điện Học Sĩ. Không gì dễ phạm bằng hầu gái. Há không biết phước đức cũng vì đó mà giảm bớt sao? Cẩn thận, cẩn thận. Hạng Mộng Nguyên, Tri Phi Tập. Hạng Mộng Nguyên trước kia có tên Đức Phấn, người Bắc Trực. Một đêm nằm mộng thấy mình đổ khoa thi hương năm Tân Mão, nhưng do làm ô nhiễm người hầu gái nên bị đánh rớt. Từ đó ông nguyện không phạm tà dâm nữa, cố gắng làm điều thiện, khắc bản kinh Kim Cương, hàng năm đều bố thí. Lần khác ông nằm mơ đến một nơi, thấy tên thứ 8 trong bảng vàng có họ Hạng, không thấy chữ ở giữa, bên dưới là chữ Nguyên. Nhân đó ông đổi tên Mộng Nguyên. Khoa thi hương năm Nhâm Tý có tên trong 29 người thi đỗ. Kỳ thi hội năm Kỷ Mùi đứng thứ 2, ông đã thấy nghi ngờ. Đến kỳ thi Đình đứng thứ 5 trong nhị giáp, so với số trong Định Giáp đúng thứ 8, nhưng trong bảng lại là họ Hoàng. Sau này ông làm quan đến chức Phó Kiến. Kiên được tà dâm là một việc tốt, còn lưu hành kinh sách đó là người thiện làm việc thiện, đâu phải chỉ diệt tội mà thôi. Họ Điền, Bất Khả, Bất Khả Lục. Cuối đời nhà Minh có người họ Điền, đẹp đẽ tuấn tú, rất nhiều người nữ tìm đến với ông. Điền cũng biết đó là việc sai trái nhưng không thể cưỡng lại được. Một hôm ông đang đọc sách trong chùa Nam Sơn, đang ban ngày ông thấy một vị thần đến nói: ngươi là người có phước lớn, nhưng vì phóng túng trong việc dâm dục nên phần phước đó bị cắt gần hết. Nếu từ đây về sau biết hối lỗi thì chức ngự sử, tiến sĩ có thể vẫn còn. Nghe thế, Điền nỗ lực sám hối tội lỗi. Tước lộc của ông quả như những lời thần đã nói. Kinh Giải Thoát Yếu Môn nói, nếu muốn sám hối nghiệp dâm thì nên quán căn người nữ như miệng rắn độc. Nếu quán thành công thì tội ấy tự diệt. Những người phạm giới dâm không thể không biết. Khuyên những người phạm tội nặng căn bản, tổng cộng 3 mục đều là giới.
Kinh Hoa Nghiêm nói, phạm tội tà dâm sẽ khiến cho chúng sinh rơi vào ba đường ác. Nếu được sinh ra làm người thì họ mắc hai quả báo. Một là vợ con không thuận, hai là gặp bà con quyến thuộc bất hòa. Kinh Tội Phước Báo Ứng viết, những người làm ô nhục phụ nữ nhà người sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục. Nam ôm trụ đồng, nữ nằm giường sắt. Sau khi hết hạn ở địa ngục, họ bị sinh vào những nơi ít văn minh, đọa làm gà vịt. Tuy thế, đây là những lời bao quát về nghiệp dâm. Nếu những tôn thân trưởng giả, tăng ni tứ chúng mà phạm tội ô nhiễm thì gọi phạm tội nặng căn bản. Sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục vô gián, bị cắt, xẻ, đốt, xay, vân vân. Không lúc nào được ngưng nghỉ. Khi thế giới đó biến mất, lại sinh qua thế giới khác. Khi thế giới khác biến mất, lại sinh tiếp qua thế giới khác nữa. Đầy đủ như trong kinh đã nói. Nói ra càng ghê sợ hơn. Nếu mọi người không biết, đã từng phạm giới này hoặc chưa phạm giới này mà chỉ móng tâm, cũng được coi là phạm. Nên biết những người này sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục vô gián trong muôn vạn đời kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Nhân lúc đang mạnh khỏe, đến trước ngôi Tam Bảo, chí thành sám hối, nguyện cứu giúp hết thảy chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh đều ra khỏi ba cõi, lúc đó ta mới thành Phật. Làm được như thế, tuy nghiệp đã định nhưng vẫn được tiêu trừ. Ngày xưa, vua A Xà Thế phạm tội đại nghịch, nhưng do khẩn thiết sám hối, tuy đọa vào địa ngục nhưng chỉ chịu khổ như 500 ngày chịu khổ trong lao ngục thế gian. Chi tiết trong kinh Bồ Tát Bản Hạnh. Đủ thế công đức của sự sám hối là không thể suy nghĩ hay tính toán có thể biết được. Nếu chúng ta vẫn cứ dây dưa thì không khỏi chịu khổ trong muôn vàn kiếp. Chu Công đọc sách. Người cùng phòng tên Ngô Lý Thanh kể lại. Năm Kỷ Dậu đời Khang Hy, Chu Duy Cao, người tùng lệnh đến Giang Nam ứng thí, làm đúng một bài. Đêm đến mơ thấy con quỷ nói, người này không thể đổ vì đã tự tay viết dâm thư. Ông bèn hỏi cho rõ đầu đuôi, quỷ cho biết người này đã quan hệ với con gái bà mẹ kế nên bị trời khiển trách. Hôm sau, ông quên những gì đã thấy trong mộng, cứ thế đem bài lên trình. Quan chấm thi đang hết lời khen ngợi bài của ông, bỗng lấy bút bôi hai chữ hiểm trở. Thấy thế, Chu thưa, những chữ này có nhiều trong bài đổ, đừng nên bôi đi. Nghe thế, quan chấm thi hối hận, bảo Chu bỏ xóa bài. Đến lúc xóa, mực thấm xuống mấy lần giấy, bỗng nhớ lại giấc mộng hôm trước, bèn quyết ý bỏ đi. Những người nam nữ ở châu Bắc Cu Lô khi gặp nhau, họ cùng đến dưới một gốc cây, cành cây rủ xuống bốn phía, tự nhiên họ có giường nằm. Nếu người nữ là mẹ hay chị em gái thì những cành cây không rủ xuống, nếu cố ý cưỡng bức thì cây sẽ héo khô. Theo kinh Xuất Khởi Thế Nhân Bản, có thể thấy quan hệ giữa những người bà con thân tộc phạm tội rất lớn với trời đất, đuổi ra khỏi núi Tôn cũng chưa kể hết tội những người này. Hứa Triệu Hinh, Cảm Ứng Thiên Thuyết Định. Hứa Triệu Hinh, người quê Tấn Giang, năm Mậu Ngọ đỗ Hiếu Liêm, đến châu Phúc Ninh thăm hỏi thầy cùng phòng. Giữa đường gặp Am Ni, cảm tình với một ni cô trẻ tuổi, trêu ghẹo nhưng ni cô từ chối, hắn bèn cậy thế cưỡng hiếp. Hôm sau, tự nhiên hắn bị điên loạn, lưỡi đứt làm hai rồi chết. Đây mới là quả báo hiện tiền, sau này sẽ chịu quả báo nơi địa ngục. Người đưa đò dâng hương. Người cùng đi dâng hương tại Cô Tô kể lại. Đầu năm Thuận Trị, có đôi vợ chồng nọ đến chùa dâng hương hoa. Đêm đến họ ngủ dưới thuyền, có người kia lén nhìn thấy người phụ nữ xinh xắn. Nửa đêm hắn giả làm người chồng rồi quan hệ với cô gái. Đến sáng hôm sau, đôi vợ chồng mới phát giác.
người vợ xấu hổ quá nên treo cổ tự tử. Đau khổ khôn cùng, người chồng mua quan tài rồi liệm vợ ngay bên đường. Sau khi cúng bái xong, ông chở quan tài vợ về quê. Vừa về đến nhà đã thấy vợ ở đó. Sợ hãi quá, ông cho rằng đó là ma. Nhưng người vợ nói: "Ông đã đưa tôi về trước rồi." Nghe thế người chồng càng khiếp đảm, bèn mở quan tài ra xem. Trong quan tài là người đi cùng thuyền. Trên trán anh này có một vết hình dáng như người treo cổ. Vì thế mọi người xa gần đều truyền tai nhau đến lễ bái càng trang nghiêm. Người dân hương nhất định là một Phật tử, nhưng quả báo đến nhanh quá, quả là một điều lạ. Khuyên phát tâm xuất thế, dẫn theo kinh, tổng cộng 10 mục, 8 pháp, 2 giới. Ngày xưa khi Đức Thế Tôn ở tại Tịnh Xá Kỳ Viên, có 4 tỳ kheo cùng tranh luận xem điều đau khổ nhất trong thế gian là gì. Một vị nói dâm dục, một vị nói đói khát, một vị nói tức giận, một vị nói kinh sợ. Họ cùng tranh cãi mãi không thôi. Nghe thế Đức Phật dạy: "Tất cả những gì các con nói đều chưa diễn đạt hết nghĩa của chữ khổ. Nỗi khổ của mọi người không gì hơn thân thể mình. Tất cả những điều như đói khát, tức giận, sợ hãi, sắc dục đều do thân thể mà có. Thân thể là cội gốc của mọi nỗi khổ, tai họa." Kinh Pháp Cú. Ví dụ như việc dâm dục, khi người nữ có thân, họ liền quyến luyến người nam. Khi có thân người nam, họ liền yêu thương người nữ. Thân bại danh liệt, tổn phước giảm thọ, không gì không phải nơi thân. Cho dù giữ được tiết tháo, được hưởng phước báo trong hiện tại, nhưng khi hưởng cảnh giàu sang liền tạo nghiệp ác. Một ngày làm ác, muôn kiếp thọ báo. Những gì được không bù cái mất. Tức khi hưởng phước, cố gắng làm việc thiện rồi được sinh lên cõi trời. Nhưng một khi phước trời hết đi, lại trở lại luân hồi. Vì thế kinh nói: "Vua thánh chuyển luân cai trị 4 châu thiên hạ, có thể bay đi thoải mái, nhưng khi phước hết lại làm con trùng nơi thân trâu. Vì thế nên biết phước báo nghiệp duyên cuối cùng đều là nguyên nhân đọa lạc. Địa ngục hay thiên cung đều là những cảnh luân hồi. Nếu không phát tâm xuất thế, đi trên đường đi của Bồ Tát mà cứ loanh quanh trong đó, ngày nay tu thiện, ngày mai cải ác, cuối cùng vẫn bị quanh quẩn trong 3 đường 8 nạn, không phải là chỗ kỳ vọng của đấng Nam Nhi. Tuy việc thật đáng quý, nhưng người thực hiện không được bao nhiêu." Câu này có thể làm phương châm cho những người có trí. Đức Như Lai Khánh Đản. Theo Thích Ca Như Lai Phổ. Vấn đề này không liên quan đến khuyên răn dâm dục, nhưng muốn mở rộng những vấn đề sẽ nói dưới đây, nên không thể không nói về nguyên do ứng hóa của Ngài và để một nhân duyên lớn không bị lu mờ. Trong vô lượng kiếp trước, Đức Thích Ca Mâu Ni đã chứng thành đạo quả, nhưng vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh nên chia ra vô số thân hình, thị hiện giáng sinh ở khắp nơi. Một trong những quốc độ của Đức Thích Ca nói đến tức nước Ấn Độ. Ngài là thái tử của vua Tịnh Phạn. Lúc chưa giáng sinh, Ngài là Bồ Tát Thiện Tuệ ở tại cung trời Đâu Xuất. Lúc bấy giờ nước Ấn Độ có vị vua thánh tên Tịnh Phạn, hoàng hậu thánh có tên Ma Gia Phu Nhân. Họ đều là những vị Phật trong đời trước, nhưng hiện thân làm quốc vương và quốc mẫu. Lúc này Bồ Tát cởi con voi trắng 6 ngà, bay lên không trung rồi chui vào hông bên phải phu nhân. Thánh mẫu liền cảm thấy thân thể an lạc như được uống cam lồ, cùng lúc đầy đủ cả trí tuệ lẫn biện tài. Cõi trời tự nhiên mang đến tất cả những thức ăn. Đến lúc đầy đủ thai kỳ, thánh mẫu dẫn các cung nữ dạo chơi trong vườn. Bà nhấc cánh tay phải
vịn vào cành cây Ba La Xoa, bỗng nhiên thái tử được sinh ra bên hông phải. Khi đó, ánh sáng chiếu ra khắp quả đất, tất cả thánh chúng trong muôn vàn cõi trời đều vui vẻ ca ngợi. Trên mặt đất phun lên hai hồ nước thơm, một nóng, một lạnh để tắm thái tử. Trên hư không có chín con rồng hứng lấy thái tử, bốn đại thiên vương thay nhau bồng ẩm thái tử. Vua trời Đao Lợi dùng áo trời nâng đỡ. Lúc đó, thái tử tự bước bảy bước khắp các hướng rồi nói: trên trời dưới đất chỉ có mình ta. Lúc bấy giờ, vua Tịnh Phạn đang ngồi trên cung điện báu bàn bạc chuyện triều chính, thì bỗng nghe các đại thần đánh rền vang tiếng trống hoan hỷ. Tấu trình thái tử đã giáng sinh, muốn đem xe báu đưa về cung điện. Trời Tỳ Thủ Yết Ma hóa xe thất bảo, bốn đại thiên vương cùng đánh xe trên không trung. Các trời đốt các thứ hương báu để cúng dường thái tử. Lúc này thân thái tử đã đủ 32 tướng tốt, 80 hình thể đẹp, năm 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo. Đây là những điểm khái quát về cuộc đời của ngài. Nếu muốn biết chi tiết, xin đọc thêm trong kinh điển, ở đây không kể hết. Không nhiễm duyên trần. Kinh Phật Bản Hạnh và Kinh Quá Khứ Nhân Quả. Lúc bấy giờ, vua Tịnh Phạn đưa xính lễ hỏi Gia Thâu Đà La làm phi cho thái tử. Khi đầy đủ xính lễ rồi lại tăng thêm hai bà phi nữa, một tên Cù Di, một tên Lộc Giả, tức bà phi thứ ba. Xây ba tòa cung điện, tuyển 3.000 cung nhân để hầu hạ thái tử. Cung nhân ở điện thứ nhất hầu hạ thái tử đầu đêm, cung nhân ở cung điện thứ hai hầu hạ thái tử giữa đêm, cung nhân ở cung điện thứ ba hầu hạ thái tử cuối đêm. Trong cung lúc nào cũng tấu nghìn vạn âm nhạc, ngày đêm không dứt. Lúc bấy giờ thái tử lúc nào cũng ở với một người phi, nhưng trong tất cả những hành động không có biểu hiện của thế tục. Trong đêm thanh vắng, thái tử vẫn tu tập thiền định, chưa bao giờ ăn ở với các bà phi theo đúng nghĩa vợ chồng. Bồ Tát Hàng Ma. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải. Thấy thái tử tu hành tinh tấn, vua Ba Ma Tuần muốn đánh phá đạo của ngài, bèn tập hợp tất cả thiên binh, rồng độc, quỷ ác, vân vân, đến chỗ của thái tử, dùng vòng dao tên lửa vây quanh bốn phía. Do thái tử nhập tam muội từ tâm nên chúng không thể làm hại. Thấy thế, Ba Tuần càng điên tiết, lại sai ba người con gái đầu đội mũ trời, có gắn ngọc anh lạc, hình dáng rạng rỡ, cởi xe trang hoàng bằng bảy thứ châu báu, có rèm báu phủ xuống, xung quanh có vô số thiếu nữ đẹp đẽ trỗi nhạc. Trong các lỗ chân lông của họ đều phát ra mùi thơm. Đến chỗ thái tử, họ xuống xe chắp tay, thong thả bước tới kính lễ thái tử. Trên tay mỗi người đều cầm những đồ đựng bằng vàng ngọc, đựng đầy cam lộ dâng lên thái tử rồi thưa: khi ngài sinh ra đã có muôn nghìn vị thần dâng đỡ, sao lại bỏ ngôi nhà trời để đến dưới gốc cây này? Ta là con gái nhà trời, sáu cõi trời kia không bì kịp, xin dâng thân này lên thái tử, xin mở lòng thương. Lúc này thân và tâm thái tử bất động, chỉ dùng ánh hào quang giữa hai lông mày phóng về phía ba người nữ. Lúc đó ba người phụ nữ thấy tất cả đờm dãi máu mủ, chín lỗ bài tiết, các mạch máu, ruột già ruột non, sinh tạng thục tạng trong thân mình đều có vô số vi trùng đang chạy quanh. Lúc đó ba người phụ nữ liền nôn ra hết, lại thấy đầu những người đó một biến thành đầu rắn, một biến thành đầu cáo, một biến thành đầu chó. Trên lưng mỗi người lại cõng một mẹ già của chúng, tóc bạc mặt nhăn như dáng tử thi. Trước ngực mỗi đứa lại ẵm một em bé. Sáu lỗ trên người những đứa trẻ đó đều chảy máu mủ,
Cả ba phụ nữ sợ quá lật đật trốn mất. Chê người con gái xấu. Kinh Tạp thí dụ. Lúc Đức Phật còn tại thế, có người dòng Bà La Môn sinh được đứa con gái xinh đẹp không ai sánh bằng. Ngày nọ, ông treo một tấm biển ngoài cửa, thách đố tất cả những ai chỉ được điểm xấu trên người con gái ông sẽ được thưởng vàng. Đã trải 90 ngày nhưng không ai đến thách đố. Một hôm, ông đưa người con đến chỗ Phật. Thấy thế, Phật quở: cô này xấu quá, không có gì đáng khen ngợi cả. Nghe thế, Đức A Nan bạch Phật: cô gái này đẹp thật mà, sao ngài chê xấu? Đức Phật dạy: mắt không mê đắm nơi sắc dục mới gọi là mắt tốt, tai, mũi, lưỡi cũng thế. Thân không tham đắm nơi lụa là mịn láng mới gọi là thân tốt. Tai không lấy của cải không phải của mình mới gọi là tai tốt. Bây giờ đứa con gái này mắt mê đắm sắc dục, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, thân ưa những thứ lụa là mịn láng, tai thích trộm cắp. Một người như thế thì không có điểm gì tốt cả. Phật đánh đổ ham muốn người nam. Kinh Xuất Diệu. Nước Câu Đàm Di có nàng ma nhân đề sinh được người con gái xinh xắn. Nàng bèn đưa nó đến chỗ Đức Phật xin cho lời khuyên. Đức Phật dạy: ngươi cho đứa con gái này là đẹp sao? Thưa, nhìn tổng thể từ đầu đến chân có chỗ nào xấu đâu. Phật dạy: sai lầm thay mắt thịt, ta thấy từ đầu đến chân không có chỗ nào đẹp đẽ cả. Ngươi xem, trên đầu có tóc, tóc chính là lông, đuôi trâu đuôi ngựa cũng giống như thế. Dưới tóc là sọ, sọ được làm bằng xương. Những thứ này không khác gì đầu trâu, đầu heo nơi lò mổ. Trong đầu có não, não giống như bùn, mùi hôi xốc vào mũi, nếu vứt nó xuống đất thì không ai dám dẫm lên. Chính là ao nước, nếu tách gèn ra thì nó là một chất nhầy. Trong mũi có cước mũi, trong miệng có nước miếng, ruột non, ruột già, gan, phổi, vân vân đều hôi thối. Những thứ như bàng quang, ruột phổi chỉ đựng những thứ ô uế. Hai tay hai chân được nối với nhau bằng các khớp xương, các mạch máu, da, vân vân đều nhờ hơi nóng để cử động. Nó giống như người gỗ, nhờ máy móc tác động lên. Sau khi hết tác động rồi, tháo rời những khớp ra, đầu chân bày khắp. Con người cũng như thế, có gì đáng khen đâu. Phật đã phá ham muốn người nữ. Kinh Ma Đặng Nữ. Đức Phật dạy Ma Đặng Nữ: ngươi yêu bộ phận nào trên cơ thể A Nan? Người nữ này thưa: con yêu con mắt, mũi, miệng, tai, bước chân A Nan. Đức Phật dạy: trong mắt chỉ toàn là nước mắt, trong mũi chỉ có cước mũi, trong miệng chỉ có nước dãi, trong tai toàn những thứ nhơ nhớp, trong thân toàn là phẫn dãi hôi thối. Khi vợ chồng ăn nằm với nhau thì tiết ra những thứ dịch bẩn, trong dịch bẩn đó mới sinh ra thân người. Sau khi sinh ra rồi lại chết. Khi đã chết rồi, mọi người khóc lóc. Đối với thân người có gì hay đẹp? Mục Liên từ chối phụ nữ. Kinh Thiền Mật Yếu. Khi chứng quả La Hán rồi, ngài Mục Liên bị một phụ nữ theo đuổi. Người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, muốn làm hại ngài. Thế ngài Mục Liên nói bài kệ: thân ngươi vốn là bộ xương khô, được bao bọc bởi thịt da. Trong đó đều là những thứ hôi hám, không có gì tốt đẹp. Tâm ta như hư không, không dính mắc điều gì. Dù có trời cõi dục đến đây, cũng không thể làm ô nhiễm tâm ta. Sa Di Nữ Giới. Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên. Khi Phật còn tại thế,
Ở nước An Đà có một nam Phật tử phát tâm cúng dường một vị tỳ kheo, một sa di. Hằng ngày ông đều dâng thức ăn, nhưng hôm kia cả nhà ông có việc ra ngoài, chỉ đứa con gái 16 tuổi, xinh đẹp ở nhà. Cô này quên nấu thức ăn dâng cúng. Đã đến giờ ăn, vị tỳ kheo sai thầy sa di đi lấy thức ăn. Vừa nghe tiếng gõ cửa, biết đó là thầy sa di, cô gái vui vẻ mời vào, tỏ vẻ ham muốn, nói với thầy sa di: "Nhà tôi có rất nhiều của cải. Nếu thầy làm theo tôi thì số của cải này sẽ thuộc về thầy." Thầy sa di tự nghĩ: "Không biết mình mang tội gì mà phải lâm vào tình cảnh như thế này." Rồi nghĩ tiếp: "Thà mất mạng này dứt khoát không phá giới. Nếu ta trốn chạy, cô gái kia sẽ bắt lại, mọi người biết chuyện sẽ ô nhục thêm." Bèn tìm cách nói với cô gái: "Cô đóng cửa lại, tôi vào một phòng nghỉ ngơi một lát, rồi sẽ đáp ứng ý nguyện của cô." Nghe thế, cô gái liền khép cửa, vào phòng, thấy con dao trong đó. Thầy sa di mừng lắm, thầy bèn cởi áo, quỳ xuống, chắp tay hướng về thành Câu Thi Na, nơi Đức Phật đã nhập Niết Bàn, khóc lóc phát nguyện: "Con không dám phá giới Đức Phật, Bồ Tát, giới Hòa Thượng đã chế định. Xin bỏ thân mạng này, mong đời đời kiếp kiếp con được xuất gia tu hành cho đến ngày thành Phật." Phát nguyện xong, cắt cổ tự tử, huyết chảy lai láng. Chứng kiến cảnh tượng đó, lòng dục cô gái liền dứt hẳn, hối hận không nguôi, tự cắt tóc mình. Lúc này người cha quay về, gõ cửa nhưng không ai mở. Ông bảo người xô cửa, thấy con mình như vậy khiếp quá. Ông hỏi lý do, đứa con gái im lặng không trả lời, tự nghĩ: "Nếu ta trả lời đúng sự thật thì xấu hổ lắm. Nếu nói thầy sa di làm nhục mình thì sẽ đọa vào địa ngục, chịu khổ không cùng." Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô cũng quyết định nói ra sự thật. Nghe chuyện, người cha bước vào phòng, chắp tay làm lễ. Quốc vương nghe chuyện cũng đến kính lễ khen ngợi. Những người thấy thế đều phát tâm Bồ Đề. Quả báo tội ôm nhau ngủ, kinh Tăng Hộ. Từ cung rồng đi ra, tỳ kheo Tăng Hộ đến một nơi. Ông thấy rất nhiều cảnh đáng sợ. Cung điện, lâu đài và những đồ đựng đều được làm bằng máu, thịt. Cảnh chịu khổ do lửa đốt, tất cả có 56 cảnh như thế, chi tiết được mô tả trong kinh. Trong đó có hai thầy sa di đang ôm nhau ngủ, bên ngoài lửa dữ đang thiêu đốt. Các cảnh khổ nối nhau không dứt. Tăng Hộ bèn đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn trả lời tất cả mọi câu hỏi, chi tiết được mô tả trong kinh. Cuối cùng Ngài nói: "Hai thầy sa di mà con vừa thấy, đó là người của cõi địa ngục. Khi Đức Ca Diếp còn tại thế, họ là những người xuất gia, cùng đắp chung một chiếc chăn, cùng ôm nhau ngủ, nên khi rơi vào địa ngục, lửa liền đốt cháy cái chăn. Hai người vẫn ôm nhau chịu khổ đến nay vẫn chưa dứt." Nghiệp thức hóa vi trùng. Kinh Pháp Cú Dụ. Lúc Đức Phật tại thế, có một người Phật tử thường cúng dường Tam Bảo. Lúc gần mất, người vợ đứng ở bên khóc lóc đau khổ. Người chồng thấy cảnh tượng đó, ông cũng buồn bã rồi mất. Nhưng thần thức ông vẫn quanh quẩn, hóa làm con trùng nhỏ rồi chui vào mũi vợ. Lúc này có một đạo nhân ngang qua, thấy người vợ đang đau khổ, ông dùng những lời khuyên nhủ. Người phụ nữ nghe thế càng khóc nhiều hơn, nước mắt nước mũi trộn lẫn, mũi chảy ra, con trùng trong mũi cũng theo đó để rơi xuống đất. Thấy vậy, người phụ nữ xấu hổ quá, muốn dùng chân dẫm lên. Vị đạo sĩ liền nói: "Hãy khoan, đừng giết. Con trùng này chính là chồng của ngươi." Người phụ nữ nói: "Chồng con là người ăn chay, tụng kinh Phật, nỗ lực không ai bằng.
sao lại làm con trùng như thế này? Đạo nhân nói, vì ngươi quá thương tiếc, khi chồng chết lại khóc lóc, làm cho chồng ngươi quyến luyến nên đọa làm con trùng nhỏ. Nói rồi đạo nhân thuyết pháp cho trùng nghe. Trùng phát tâm sám hối, sau khi mất, nó được sinh lên cõi trời. Lúc gần chết là thời gian quan trọng nhất. Nếu một niệm sai lầm thì tất cả những công đức tu hành trước đó đều mất hết. Hãy cẩn thận.